Bao nhiêu các chị em ở đây mong muốn là mình sẽ có một cái vòng eo thon gọn nhưng mà lại rất là sợ bị mệt giống như Na, thì chúng ta ở lại đây xem hết cái bài tập ngày hôm nay cùng với Na nha. Na thì cũng mới sinh em bé được 4 tháng thôi và Na cũng gặp vấn đề về cái vòng bụng của mình rất là lớn. Và những cái bài tập mà hàng ngày Na đã tập đó là những cái bài tập ngồi và với một loạt những cái động tác nhẹ nhàng đơn giản để có thể dễ dàng tập luyện được ở tại nhà mà không bị mất sức quá nhiều. Chứ như Na thì Na, đặc biệt là sau sinh nữa thì Na rất là sợ những cái bài tập mà cường độ cao, rồi những bài HIIT hay là cardio, những cái bài vận động nặng như vậy thì Na không có thể tập theo được. Na thường bị hụt hơi nên chính vì thế nên là Na rất là thích tập những cái bài tập này. Và bây giờ thì các mẹ sẽ cùng tập bài tập này cùng với Na bây giờ nhé. Động tác đầu tiên mà Nam muốn hướng dẫn cho các mẹ để giúp chúng ta có thể tập được tại nhà dễ dàng giảm mỡ bụng đó chính là tư thế con thuyền. Đây là cái tư thế cực kỳ hiệu quả bởi vì nó giúp kích hoạt cho mình cái vùng cơ lõi này rất là sâu, giảm mỡ bụng cơ lõi rất là sâu. Cách làm này, chúng ta sẽ ngồi ở trên thảm thẳng lưng như thế này, kiểm soát cho đặc biệt là cột sống thẳng, hai tay đặt dưới đầu gối, kéo sát bắp đùi tiến gần vào bụng và vẫn giữ thẳng lưng này. Từng bước một, từ từ chúng ta nâng chân bên trái lên, hít vào. Nâng tiếp chân bên phải lên, chụm chặt cả hai chân và thở ra giữ ở đây. Đây là ở mức độ số 1. Làm tốt hơn nữa thì chúng ta sẽ duỗi cả hai cánh tay ra, duỗi thẳng tay, áp sát cánh tay tiến gần vào ống đồng. Và chúng ta vẫn giữ cho lưng thẳng, giữ tĩnh ở đây. Giữ cho ống đồng của mình song song với sàn. Siết cơ bụng lại và giữ. Các mẹ sẽ thấy bụng của mình bắt đầu có hiện tượng rung nhẹ nhẹ. Cố gắng đẩy lồng ngực lên cho lưng thẳng và chúng ta sẽ giữ ở đây 30 giây. 5, thêm 5 giây nữa. 4, 3, 2, 1. Từ từ đỡ tay vào chân và hạ chân xuống. Chuyển tiếp động tác thứ 2 vẫn tương tự như vậy nhưng khác một chút xíu này. Lưng chúng ta vẫn thẳng rồi hít sâu. Nâng cả hai chân lên, vẫn giữ cho ống đồng song song nha. Bây giờ vặn mình sang bên trái và duỗi thẳng cả hai cánh tay, chạm cái khuỷu tay phải vào đầu gối trái, thở ra giữ này. Chúng ta vẫn hít thở đều và giữ tư thế ở đây. Lưu ý là khi mà vặn này thì cái khuỷu tay chạm gần vào đầu gối, thẳng lưng lên và giữ tĩnh. 5 4 3 2 1 Từ từ chúng ta hạ chân xuống và nâng người lên. Đổi bên lặp lại với chân bên phải. Bắt đầu hít sâu, rồi nâng cả hai chân lên. Lại giữ cho ống đồng song song sàn. Sau đó vặn mình sang bên phải, chạm khuỷu tay trái vào đầu gối phải. Ưỡn ngực và thẳng lưng lên, chúng ta giữ ở đây nào. Cố gắng ngồi thẳng lưng nha, phải thẳng lưng thì cơ bụng chúng ta mới được kích hoạt sâu. 5 4 3 2 1, rồi hạ xuống và thở ra. Tiếp tục kéo sát hai bắp đùi vào bụng của mình và vẫn ngồi thẳng lưng. Vặn mình, tay trái chúng ta chống về phía sau. Hít sâu, vươn căng cánh tay phải lên và vặn người sang bên trái. Cài khuỷu tay phải vào đầu gối trái, đồng thời thở ra. Quay đầu nhìn theo, vai trái. Cố gắng ngồi thẳng lưng và điều chỉnh cho cả hai vai của mình cân bằng với nhau và quay đầu nhìn theo vai trái. Động tác vận mình này sẽ giúp cho vùng cơ, vùng da bụng của chúng ta nó sẽ tăng độ đàn hồi hơn và giảm được cả mỡ lườn nữa nha. Cố gắng đẩy căng này, vặn mạnh người sang bên trái, quay đầu nhìn theo vai. Chúng ta giữ ở đây. 5 4 3 2 1 Giữ nguyên tư thế ở đây, chuyển tiếp. Tay phải mình nắm vào bàn chân phải. Xin lỗi, đây là bàn chân trái nha. Tay phải nắm vào bàn chân trái này, rồi hít vào, từ từ nâng chân trái lên và chúng ta duỗi thẳng căng chân trái. Người vẫn vặn sang bên trái nha. Đưa tiếp cánh tay trái ra sau. Rồi bây giờ thì hãy nâng chân phải và duỗi thẳng chân, không cho chân phải chạm sàn. Hơi đổ người về phía sau một chút xíu và giữ tĩnh. Có thể là mẹ cảm thấy hơi căng vào cái gân khoeo chân trái thì mẹ có thể hơi trùng gối lại một chút xíu cũng được. Nhưng nhớ lưu ý là giữ cho cái lưng của mình luôn thẳng nha. 5 4 3 2 1 Rồi hạ xuống và thở ra, quay người lại. Chúng ta đổi bên, lặp lại tư thế vận mình với bên phải nha. Co cả hai chân nào, kéo sát đùi vào bụng.
Tay phải chúng ta chống về phía sau và hít sâu, vươn căng cánh tay trái. Vặn mình sang bên phải và cài khuỷu tay trái vào má ngoài đầu gối phải. Thở ra quay đầu nhìn theo vai phải. Lưu ý cố gắng dùng lực của cái cánh tay trái này, chúng ta đẩy mạnh vào đầu gối phải. Rồi sau đó thì dùng lực của đầu gối phải đẩy mạnh vào cánh tay trái. Cứ như vậy hai bên tạo ra một cái lực đối chiều nhau. Đẩy căng và ngồi thẳng lưng nào. Mẹ giữ ở đây nha. 5 4 3 2 1 Chuyển tiếp, mẹ vẫn vặn mình như vậy. Tay trái mình nắm vào bàn chân phải rồi duỗi thẳng chân phải ra. Nâng lên, duỗi thẳng. Tiếp tục đưa tay phải, rồi nâng chân trái. Duỗi thẳng chân trái ra không cho chân chạm sàn, chúng ta giữ tĩnh ở đây. Quay đầu nhìn theo cánh tay phải nào. 5 4 3 2 1 Từ từ chúng ta xoay người lại, rồi quay về phía trước. Tiếp tục, mẹ mở rộng hai chân ra một chút xíu cho hai chân mở rộng bằng hông. Lúc này chúng ta sẽ làm tư thế đổ người về sau nha. Hít sâu, từ từ cuộn người lại và đổ về phía sau, duỗi thẳng dần cánh tay của mình ra. Để ý này, lúc này vừa nãy là Na hướng dẫn mẹ là ngồi thẳng lưng đúng không? Bây giờ thì mẹ hơi gù người lại và cuộn tròn người, nhìn xuống dưới bụng của mẹ và đổ về phía sau. Tùy theo độ dẻo, độ khỏe của cơ bụng mẹ đổ được tới đâu thì đổ nha. Nhưng mà nhớ rằng là cuộn lưng lại, cúi đầu xuống nhìn vào bụng. Mẹ sẽ thấy cái bụng của mình nó đang rung lên. Cố lên nào, chúng ta giữ vài giây nữa. 5 4 3 2 1 Từ từ hít vào, mẹ nâng người lên rồi thở ra. Chuyển tiếp, hai tay mẹ nắm vào ngón chân cái của hai bàn chân. Tư thế lưỡi câu ngồi, mẹ lại đổ người về phía sau, rồi bình tĩnh nâng gót chân lên cho gót chân không chạm sàn. Đẩy rộng gối sang hai bên. Lúc này là mình sẽ phải dùng cơ bụng của mình để cân bằng nha. Nhấc lên để cho mình cân bằng tốt đã, rồi làm tốt hơn này. Mẹ duỗi dần chân sang hai bên. Tùy theo độ dẻo, độ khỏe của mẹ. Mới đầu thì mẹ có thể trùng gối xuống như Na đang giữ này. Làm tốt hơn thì mẹ duỗi dần chân ra nữa nhá. Rồi mở rộng chân và giữ thẳng người. Cố gắng siết cơ bụng lại để giữ cân bằng tốt hơn. 5 4 3 2 1 Từ từ mẹ thu chân lại và hạ xuống, co hai chân và kéo sát bàn chân gần về thân của mẹ. Kéo sát bàn chân gần về thân. Chuyển sang tư thế nghiêng người. Mẹ duỗi chân phải sang ngang. Chúng ta ngồi thẳng người nha, điều chỉnh cho hai cái mông cân bằng trên thảm. Ngồi thẳng lại, rồi hai tay đan lại, hít sâu. Duỗi thẳng căng cánh tay lên trên đầu. Từ từ nghiêng người sang bên phải và thở ra, mẹ sẽ giữ ở một cái vị trí nào mà mẹ cảm thấy rằng là cái cơ của mình có thể giữ được. Mẹ siết chặt cơ bụng, cơ lườn lại để giữ. Lưu ý khi nghiêng thì mẹ đẩy cánh tay ra phía sau và vặn mình nhìn chếch lên trần nhé. Giữ ở đây. 5 4 3 2 1 Hít sâu và nâng lên. Từ từ nghiêng người sang bên trái, hạ khuỷu tay trái xuống thảm. Rồi vươn tay phải áp sát đầu, quay đầu nhìn lên trần. Kéo giãn phần lườn bên phải của mẹ. Để ý mẹ nhấn cái hông bên phải của mình xuống đi nào. Rồi giữ ở đây. Kéo giãn lườn phải ra. 5 4 3 2 1 Rồi hít vào, chúng ta nâng người lên. Thở ra, hạ tay xuống và đổi bên. Co chân phải lại, duỗi chân trái sang ngang. Vẫn ngồi thẳng lưng nào. Điều chỉnh cả hai mông cân bằng trên thảm nhé. Hai tay đan lại. Hít sâu, duỗi thẳng căng cánh tay lên trên đầu nào. Rồi thở ra, từ từ nghiêng người sang bên trái. Quay đầu nhìn, chếch lên trần và ưỡn ngực lên, đưa cánh tay ra phía sau đầu. Mẹ siết cơ bụng, cơ lườn. Giữ ở đây. Duỗi thẳng căng cánh tay nào. 5 4 3 2
một rồi hít vào và nâng lên. Thở ra từ từ nghiêng người sang bên phải và hạ khuỷu tay phải xuống thảm. Vươn tay trái áp sát đầu, kéo giãn lườn bên trái ra. Vặn hơi vặn mình một chút, xoay đầu nhìn lên trần. Nhớ là phải nhấn vùng hông bên trái xuống nhá, giữ ở đây. 5 4 3 2 1 Rồi hít vào nâng lên, thở ra, hạ tay xuống, co chân trái lại. Ok, và vừa rồi thì Na đã hướng dẫn cho mẹ các bài tập đơn giản, cực kỳ đơn giản để mẹ có thể tập được ở các cái tư thế ngồi, giúp cho mẹ giảm được mỡ vòng eo nha. Và đương nhiên rồi, một cái bài tập này thì để nó hiệu quả thì chắc chắn là tập một lần thì không thể hiệu quả được. Chúng ta sẽ cần phải có kỷ luật bản thân, tập lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại hàng ngày. Và cách để chúng ta có thể lưu lại được cái dấu ấn của bài tập ngày hôm nay đó chính là mẹ hãy comment xuống dưới cái video này, cái ngày hôm nay là ngày bao nhiêu và cái thành phố nơi mẹ đang sinh sống là thành phố nào, để chúng ta có thể dễ dàng kết nối với nhau. Đặc biệt là mẹ có thể lưu lại ở đây cái cảm giác của mẹ sau khi tập luyện bài tập này như thế nào, để Na có thể tiếp tục dựa vào những cái cảm xúc đó để Na xây dựng cho mẹ thêm nhiều những cái bài tập phù hợp với cơ thể của mẹ hơn nữa nha. Nhớ là hãy comment ngày tháng, thành phố và cảm nhận của mình. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại mẹ.